của Thanh Tùng đã ghi lại người thân của chúng ta là bà Bùi Thị Dung về nơi an nghỉ cuối cùng. Vợ chồng bao tháng năm gắn bó mà hôm nay bà đã bỏ ra đi, ngậm ngùi giờ phút chia ly, lòng cháu con ai cũng ngậm ngùi thương nhớ. Bà Dung ơi, mệnh trời cho ta sống bên nhau nghĩa tình chồng vợ bắt đầu sang năm, ngờ đâu nay duyên phần bé bằng giữa đường gãy gánh đất quan thế này, cũng đàn nở nhịp đất xanh mà con thuyền giữa sóng ai người chèo cho. Các con cháu nay phải bơ vơ tình thương ấp ủ bên cạnh nhờ ai đây. Bà Dung ơi, tên là Ngọc Vàng tan nát từ nay, con tôi phần hóa trời ấy trăng trời. Ta đuổi cũng một kiếp người, giữa chừng nay đã hết thời xuân xanh. Ai Dung để cho đá nìa cảnh giang san và đề này một mình sao đang. Nằm mè ngọn nến khói nhăn, quan tài nằm đỏ mà hai hàng nẻ xa. Bà ơi, đành rằng sinh ký từ huy, giữa chừng sao đã bỏ đi thế mà. Đang vui ấm cửa ấm nhà, bỏ ra đất gặp xót xa một mình. Bà ơi, bà là trụ cột gia đình, tấm lòng tâm đạo bà dành cho quê. Hôm nay bà bỏ ra đi giường không chiếu vắng vào bè cõi kia. Giờ phút chia ly này nén hương trầm dâng lên bái biệt người vợ thương mà bao tháng năm gắn bó. Nơi suối vàng mong bà nhận lấy hồn linh thiêng để phù hộ cho bố con ông cháu tôi ở lại. Chào bà đi nha. Xin kính mời trưởng nam sẽ lên thay mặt để thắp cho mẹ nén hương ly biệt. Mẹ ơi, chúng con giờ thắp nén hương đi biệt mẹ thương mẹ ơi. Mẹ ơi, 62 mùa xuân cuộc đời của mẹ, mẹ đã sống trọn tình vẹn nghĩa yêu thương. Chẳng quản nắng mưa hay nắng dầm sương. Xin kính mời. Gia đình chúng ta con cháu cũng để chuẩn bị cho cái việc chúng ta đưa bà, chúng tôi xin mời toàn thể các quý vị Phật tử
thì Bác Lì sẽ hướng dẫn cho các Phật tử chúng ta để giải cầu, để chúng ta sẽ đội cầu để đưa tiễn bà về nơi an nghỉ cuối cùng. A Di Đà Phật. Bùi Thị Dung, tôi đề nghị tất cả chúng ta dành một giây phút tĩnh tâm nhất để tưởng nhớ hương hồn bà Bùi Thị Dung. Phút tưởng niệm bắt đầu.
đi, 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 đi,